9 học sinh đã phải nhập viện cấp cứu khi la phong trần trong trường học này bị sập. Vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ 15 phút ngày 17 tháng 10 năm 2017. Khi đó, khoảng 90 học sinh khối lớp 3 và 4 của trường tiểu học Thành Quế A, xã Thành Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang ngồi học trong lớp thì bất ngờ trần phòng học cùng với bóng đèn và đường điện đổ sập xuống đầu học sinh. Sự cố khiến khoảng 20 em bị trúng la phong, trong đó có 9 em bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong số này có một em bị thương nặng. Trường tiểu học Thạnh Quế A được sửa chữa nâng cấp toàn bộ máy tôm, la phòng, đường điện và sân mới cách đây hơn một năm. Theo đại diện ban giám hiệu nhà trường, trước khi xảy ra sự cố có một cơn gió mạnh thổi qua. Đến tối cùng ngày, hai học sinh vẫn còn đang phải điều trị. Các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên các học sinh cùng gia đình và tìm cách khắc phục sự cố.